Hello hello mọi người. Chào tất cả mọi người. Hôm nay thì là chủ nhật và mình cùng với bạn của mình là Margot đi ăn ở một quán ăn. Hello Margot. Thì mình với cả Margot đi ăn ở một cái quán siêu sang chảnh. Hôm nay là Margot mời mình nha. You invite me, right? Just say to the camera that you are going to invite me because I don't have money anymore. Beef bar is one of the most beautiful restaurants. Look at that. Đây là cái phần trần của nhà ăn, nhà hàng. Rất là đẹp. Còn đây là đĩa ăn của bọn mình. Thì trong đĩa ăn này có hình một cái miếng thịt bò. Còn đĩa ăn của Margot. Margot give me your shit. Đây là đĩa ăn của Margot thì có một đô la. Rất là cute. Thì cái gương này mọi người thấy nó hơi mờ không? Bởi vì là giống như kiểu là kiểu một cái gương cũ ấy. Thì cái này làm rất là xinh luôn. Hôm nay thì bọn mình sẽ gọi món thịt bò. Bởi vì là ở đây thì rất là nổi tiếng món thịt bò. Bây giờ sẽ là bánh mì trước. Thì xa xe quá. Xa xe quá. À. Cái này là món kiểu như là starter ấy, người ta cho mình ăn trước. Is it free this one? Is it free or do you call it? Money. My god. Mình cứ tưởng là được cho miễn phí không ạ? Thế là hỏi là có phải free không? Thế con bé bạn mình trợn mắt này. Free cái gì mà free? Vas-y hein, attends, je vais mettre la caméra comme ça qu'on peut manger. Yes. Why pictures? Thì người Pháp ấy thì ăn cái gì cũng phải có bánh mì mọi người ạ. Avec du bœuf. Thì có bên trong này. Bên trong này là thịt bò. Mời mọi người ăn trước đến lượt mình ăn. Oh my god, I feel like a soul. Tu vois comme c'est délicat le bœuf. Oh my god, so good. C'est bon. Ngon dã man rồi nhỉ, nó khỏe hợp lắm, khỏe hợp mông được. Cái cửa hàng này thì nó mới mở được khoảng 2 năm thôi. Ngày xưa mình thấy nhiều hình post ở trên Instagram, không biết chính xác ở đâu. Hôm nay mình được đi thưởng thức. Ngon dã man. Thì nó tắt đi để thì nó đến Et ça c'est les sauces. Oh les frites. Les frites avec. Oh là là. Super, merci beaucoup. Merci. Đây chính là miếng thịt bò. Ở đây thì rất là nổi tiếng, cái quán này nổi tiếng với thịt bò. Còn đây mọi người hãy nhìn đi, đây là Margot treatment. À, cái này đây phải quay mặt ra nói cho nó biểu cảm. Cái món này này mọi người ơi. Món này thì siêu đặc biệt. Nó là nấm truffle rán cùng với cả khoai tây chiên. Nói chung món này sẽ tiết lộ giá sau nhá, vì siêu đắt, ngon lắm ý. Nói chung là mình rất thích ăn tất cả những gì về truffle, cho nên là món này thì siêu ngon rồi. Ok, take the pictures. Smell pas pour faire. Ah oui, c'est vrai que. Mais tiens, regarde. Je me tiens une photo avec ça.
avec les photos, pictures, c'est le mec derrière toi, c'est comme ça. Bây giờ chúng mình sẽ thử một miếng này nhá, đảm bảo là ngon dở đấy các bạn. Bon appétit. Đây là cái dao, này chuyên để cắt thịt bò, lấy cái răng cưa. Nếu bạn ăn thịt thì sẽ lấy dao này, nếu như mà ăn bình thường thì sẽ lấy dao khác. Okay, I don't know. Okay. Đây là miếng thịt bò của chú. Đây, mọi người nhìn thịt bò của chú đây. Merci beaucoup. Yum. Đây chính là miếng thịt bò nước sốt. C'est bon, hein? Anh bột thịt bò. Oh my god. Mọi người ơi, chúng nó ngon không này? So fucking good. Vẫn là sơ sổ xịt. La marinade est top. Dã man. Si, ça vient d'où le, c'est bien d'où le bœuf? À Rancune. Quoi? C'est une question, monsieur. La viande est venue d'où? La viande de Rancune américain. Si vous voulez du sel, du poivre, vous me dites. C'est top, c'est trop bon là, déjà. Très bon, merci. Ouais, mon gars, dans nos pieds, bah, dã man luôn đi. Ngon thật sự. Le son elle est parfait. Đây là cái này là fries, French fries. C'est tout délicieux. Trop bon. Ngon đã man, nó có nấm chắc hồ. Ôi, quả này đứng lên rồi trả tiền thì vỡ mồm. Không có kệ mẹ để ăn nhá. Đây là một trong những nhà hàng mà có thể nói là siêu sang chảnh ở Pháp, Paris. Mùa này bây giờ đang corona nên là không khó bốc lắm, dễ. Mà bên trong không gian đẹp lắm. Cả tí nó quay cho mọi người. Giờ ăn đã. C'est vraiment bon. C'est trop bon. Nó thật ngon thật sự chứ không phải là fake. Ngon mà cả hai đứa cứ vừa ăn vừa chép miệng này chết giờ. Hết luôn rồi mọi người ạ. Bạn trúng chân luôn. Mọi người nó dã man luôn. Đây chụp quay cho mọi người xem lại một lần nữa cái nhà hàng này nhá. Đẹp lắm. Bây giờ thì uống trà. Uống trà xong rồi về thôi. Nó dã man luôn. Merci ma belle. Attends, je vais faire un petit tour. Pardon. Đây là cái hầm rượu của họ. Wow, chính bò. Oh my god, so good. Ouais, je sais, elle est à côté de moi. Je l'aurais acheté des cravates. J'ai pris des cravates noires.
Đây là khung cảnh của cái nhà hàng này, quán bar hoa xinh. Nói chung là bình thường ấy thì cái quán này khá là khó để book, nhưng mà vì bây giờ đang Covid ấy thì mình tranh thủ, đồ ăn vẫn vậy mà thích hơn bởi vì không có ai cả. Nói chung là khá là may mắn đấy, vì là bình thường ấy thì cái quán này kiểu nó sang chảnh, nó hot ở trên Instagram ấy, cho nên là khách du lịch lúc nào cũng book ở đây kín luôn. Rất là hiếm khi mà mình book được ở đây, vì nếu mà book đi ăn dự định lâu dài kiểu mấy ngày trước mà mình thì cứ hứng đâu thì làm đấy, thành ra là hôm nay may quá vì Covid cho nên là vẫn có thể nào mà đến để ăn được, mà đặc biệt là không có khách du lịch. Đồ ăn thì vẫn ngon như thế. Ai sau khi mà ăn xong bây giờ mọi người đang trả bill, bill ra mình sẽ quay cho các bạn xem cái giá của cái bữa ăn ngày hôm nay bao nhiêu. Nhưng mình nghĩ là đã đáng đồng tiền, tại vì ăn quá là ngon luôn. Hả? Bah oui, je vais montrer la bille. $100. Et au fait, c'est beaucoup, je vais quand même payer la moitié. Non, si. Hôm nay Margot làm đại gia, mời Jitu đi ăn. Tu disais en fait que tu fais the millionaire. You pay for everything today. Merci. Je cherche un mec millionnaire. Si quelqu'un connaît quelqu'un, call me maybe. Nói tóm lại là Titu và Mango thì vẫn đang đi tìm những người bạn trai giàu có. Millionaire. Không phải là giàu có mà là triệu phú, tỷ phú, tỷ phú. Nếu mà mọi người biết nơi có tỷ phú nào thì hãy giới thiệu cho Mango nha. Đây là Mango. Thôi bây giờ bọn mình đã ăn xong và chuẩn bị lên đường đi shopping. Where are you going now? Celine on. Celine? Okay, we're going to Celine menswear boutique to see some maybe friends and yeah, some products to see her friends, and maybe we can meet a millionaire guys there. Maybe. Who knows? Bisous.